chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình tiếp tục trở lại cống ngăn mặn Dàm Bà Lịch ha. Hôm nay thì xem cống vận hành cũng như là ghe cộ qua lại, cho nên thì mình gửi đến tất cả mọi người và các bạn đang xem. Thì mọi người đang thấy thì đang có một chiếc vỏ lãi ủ xẹp các bạn. Những cái vỏ lãi ủ xẹp thì hầu như là đặt cái hộp số là của xe tải không à. Nên rất là nhiều cấp số, cho nên thì máy thì nhỏ, dung dịch thì rất là bự. Rồi, mới nói mấy câu thì ảnh cũng đã lùi sát vô trong rồi. Rồi. Quá ẩu. Đó, không biết có sao hôm nay nữa. Trời trời, chiếc ghe đang cắm một cái chân vịt nó nạo vô, không sao hôm nay không biết. Biết là bể ở trên cái chỗ mà đi tới đi lui hay là dưới cái xuồng nữa, dưới cái ghe nữa các bạn. Đây, cái đó mà lũng ở dưới là nguy hiểm dữ dằn nha. Buổi chiều này thì phương tiện đi lại rất là đông ha. Tiếp theo thì một chiếc xà lan ha, 1.000 tấn đổ lại các bạn. Đi vô mấy chiếc này hầu như là đậu bên ngang, chỉ được một chiếc thôi, tại vì bề ngang của cái âu thuyền này có 15 mét nữa các bạn. Hai chiếc thì không vừa, chỉ được một chiếc xà lan và một cái phương tiện nhỏ nhỏ khác. Sau thì chen được hai chiếc ghe nhỏ thôi. Lên tới đến trên đi chút được. Rồi, mở dây cho đụng lên đến trên. Chủ bích này nhìn nó xét ngạt thấy cũng hơi ớn ăn các bạn. Cột dây mấy cái mũi xà lan này cũng là một cái kỹ thuật ha, chứ không phải là ai
nếu như mà không biết á thì không có thể nào mà cột được đâu các bạn, tại vì những cái mối mà vòng vòng như thế này nè, nó vừa siết chặt nhưng mà lại mở ra dễ ha. Bên kia sẽ chèn những cái chiếc cây vô. Đây, một chiếc xà lan và một chiếc ghe cây thì là vừa dặn luôn ha, không có rộng quá, không có chặt quá. Thêm một chiếc nữa nè, đây là một cái chiếc ghe tam bản. Xà lan về ngay chúng mình nghĩ cỡ 7 mét mấy cho tới 8 mét các bạn, tại vì về mình thấy thì nó chiếm hơn nữa cái âu thuyền này. Ghe cây mà lắp keo á, mình thấy sơn cái màu này hầu như là để ý là bên cái chạy lắp keo hai chờ các bạn. Thấy cái đó nhìn nó đẹp sao á, nhìn cái màu nó rất là đẹp. Hôm nay buổi chiều là cứng ngắc luôn rồi, vừa giác luôn ha. Nãy giờ thì mấy anh này xả nước ở bên ngoài này ra cho nó bằng mặt nước bên trong, thì bây giờ cửa đang mở ra ha. Mình xin nhắc lại là mỗi một cái cửa mà mở như vậy á, độ khoảng 10 phút nó mới giáp cái mí ganh bên đây, thì vừa mở hơi hơi vậy thôi, thì mấy anh vỏ lãi sẽ chuẩn bị ra trước. Đây, anh này chuẩn bị đề máy nè các bạn, đó sẽ đi ra trước nha. Còn mấy anh điều tiết thì không cho đâu, mà tại vì mấy anh này thì chơi máu lắm. Tới đầu tới. Nói thật thì mấy ảnh không có sợ là ghe mớp đâu mà các bạn, mà chỉ sợ cửa mớp thôi. Tại vì mấy anh điều tiết thì cũng là mướn mà, ít nhiều cũng mớp. BK đụng với inox thì inox sẽ không thấm khí gì, nhưng ở cái phần đó nó cũng có những cái dây nhợ hoặc là những cái bát, những cái linh kiện như các bạn, không phải là inox đâu. Bây giờ thì tới anh ủ xịp này chạy ra ha, vỏ lãi ủ xịp. Máy thì cũng có khi là đặt máy 6, nhưng cái này thì máy 4. Hộp số thì hộp số của xe tải, bởi vì mới lắp được cái trình dịch tự, dòng tua đếm rất là chậm các bạn. Đó, chặt nước rồi bụp. Cái này là chân dịch này là còn nhỏ nữa các bạn, mình viết bự dữ thằng nữa kìa, tại vì vỏ này nó không có được bự đâu. Kế tiếp thì một chiếc ghe, chắc có lẽ là chở dôi hoặc là xi măng, cho nên thì nó sử dụng cái tấm bạc để che lại. Chiếc xà lan lớn này thì chắc mình nghĩ là sẽ đợi những cái ghe nhỏ nhỏ đi ra hết rồi mấy ảnh mới chạy ra sau á. Tại vì ảnh lớn nếu mà ảnh đề ba trước thì cái lượng nước mà cái phần chân dịch mà đạp các bạn, nó sẽ ảnh hưởng cho những cái ghe nhỏ phía sau. Như mọi người thấy thì cái âu thuyền ở Dàm Bà Lịch với hai cái cánh buồm nhìn rất là đẹp các bạn, phải nói là một trong những cái thiết kế nhìn rất là đẹp ha. Và qua video này mình cũng xin nói vài lời như thế này ha, khi mà những cái phương tiện nè mà qua lại cái chân cái khu vực này, đôi khi á thì cũng có những tình huống va chạm cọ vẹt hay là tai nạn nào đó, thì mình chỉ tình cờ mình quay trong lúc đó thôi. Nhiều bạn bình luận đó là mấy anh YouTube hoặc là mấy ông YouTube đó, không có gì hay. Suốt ngày chỉ chờ anh em người ta xảy ra tai nạn tình huống nào đó rồi cái quay để
kêu câu view câu này kia thì mọi người hãy suy nghĩ kỹ đi, có phải mình quay mà mình muốn chiếc ghe nó bị tai nạn được không, hay là do các bạn chạy ẩu rồi đổ thừa cho anh em mình quay phim là lại cần thiết như vậy. Thì mọi người nói như vậy là mọi người hoàn toàn sai trái các bạn, không có thể nào mà như thế được đâu. Mọi người đừng có suy nghĩ như vậy, thật là cái gì đó nó hơi sao sao các bạn. Rồi bây giờ thì tới chiếc xà lan lớn chạy ra ha. Chiếc này bề ngang rất là lớn ha, chặt ngàn ngoài tấn các bạn, giáp nó cái âu thuyền luôn. Thời tiết buổi chiều mát cho nên là cũng nhiều khán giả trên cầu đến đây để xem cái diễn biến của cái cống này mở ra. Và hiện tại bây giờ thì nước nó đang cao hơn bên trong, rất là cao các bạn, hơn 1 mét nước rồi. Mấy cái chiếc xà lan mà nó to như thế này thì bắt chớn rất là lâu. Chiều cao mạng thì chiếc này chỉ có 2m6 thôi, nhưng mà được cái là bị ngang nó to. Chiếc này đóng 2 đến 5 thôi các bạn.